dự được thay mặt các bạn sinh lớp 8 anh em trong ngày đại hội này. Trước hết, xin chúc quý thầy cô giáo mạnh khỏe và có nhiều thành công trong sự nghiệp đại hội. Sau đây, xin trình bày bài tự thi của lớp mình. Cứ mỗi lần tháng 11 mùa về đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về ngày cô của mình, nhắc đến ngày nhà nhớ Việt Nam thì mọi ký ức của và xin lại ưu điểm nhớ những lời căn dặn, những ca vỗ vai hay cả những lời đăng ghi ghi khác của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi. Thầy cô là người luôn dành tất cả yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn là người khắc phục sai lớn và ngồi đi học ở lớp, thậm chí có thể đình chỉ học trong lớp một phần khó. Thầy cô là người đã dạy con biết chữ đầu tiên để đọc sau nè. Khi con lớn lên hơn một chút, con mới hiểu sự âm thầm của cô. Khi cầm tay con út rồi, cầm nét chữ không chỉ đơn thuần là dễ con biết viết, mà nét người của con cũng bắt đầu từ những nét chữ ABC, là người mà phản thức cả đêm biết lại cảm nhận bài văn hàng khuê, cảm nhận còn hời hợp tất cả tình cảm có sáng của mình. Tất cả những gì thầy cô làm là chỉ mang học sinh của mình chỉ tốt hơn, trưởng thành hơn. Nhớ ngày 20 tháng 11, năm xưa chắc ai cũng trải qua cái thời mà đòi bị phải mua quà để tặng cho thầy cô, cho bạn được. Nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, lần nào cũng phải bị kè kè đi. Lúc đó nhỏ còn biết nói gì đâu, thấy bạn mình cũng đem cho bạn được. Quà 20 tháng 11 lúc xưa cũng chỉ là lầu nguội, bột ngọt, sữa hay cuốn sổ và cá rút. Nhà có điều kiện hơn thì mà xuất bản cho thầy cô ngay đồ để đi dạy. Lớn lên chút thì để biết đường đi mua quà cho thầy cô. Nhưng đến lúc tặng quà thầy luôn cầm chậm. Việc thầy cô ở trường suốt không sao cả, nhưng mà việc riêng thầy cô thì không dám đến. Nhớ cả việc thầy cô ở trường suốt không sao cả, nhưng mà nhớ lúc đi tặng quà thì vừa gặp thầy, thấy thầy cô là tặng cho thầy cô rồi nói cho ngắn gọn mừng cô thầy 20 tháng 11, rồi chạy cái xèo này ra ngoài để mà cô phải chạy ra gọi học sinh quay trở lại ngồi chơi. Nhưng cũng chỉ ngồi được 5 phút, cô thầy cho em xin phép đến hôm sau vẫn còn không dám nhìn thầy cô. Lớn lên rồi, nhập cấp 2, ngày 24 tháng 11 thì xem như là ngày một sinh nhị nhỏ quên sinh nhị phải. Theo tôi nghĩ như thế, từ ngày 24 tháng 11, từ ngày thầy cô khiến mãi không vào bài, học sinh cũng không phải thấp thỏm vì tới giờ vào bài như thường ngày. Tôi thấy thì còn nói chuyện khiến là nghỉ học luôn môn đó. Từ ngày lớp trưởng đại diện lớp tặng hoa cho thầy cô rồi. Thôi, xem cái ngày 24 tháng 11. Nhưng cái ngày 24 tháng 11 không phải thầy cô vui vì được nhận hoa và quà của học sinh tôi. Thầy cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã khôn lớn. Thầy cô khi thấy những thành quả của mình tốn ra công sức tâm huyết để được thành quả, đó là điều mà làm cho thầy cô tự hào nhất trong đời là nhà giáo của mình. Không biết ngày 24 tháng 11 của bạn như thế nào, nhưng của tôi là một ngày đầy cảm xúc. Lúc tôi gặp thầy cô chưa kịp nói tên của mình thì thầy cô đã nhận ra tôi trước. Tôi vui mừng và đôi khi họ xét cho lũ khi gặp tôi có khá, có quậy nhắc lớp thì cô vẫn nhớ và cười thì nói. Thầy học trò khá nhất lớp của tôi nghe rằng ở đâu có chuyện thông để qua biết bao lớp học trò. Bao nhiêu năm nhà giáo mà thầy cô vẫn nhớ học trò của mình, chứng minh một điều là thầy cô luôn dành mọi tâm huyết cho những đứa học trò bé nhỏ. Dù có hay niên khác với mình đi chăng nữa thì cũng dễ hiểu là thầy cô chỉ muốn điều tốt nhất cho mình mà thôi. Chắc điều đó ai cũng phải nhận được như tôi. Vì nếu không có những điều như thế thì bạn có thể thành công hay sống tốt hơn nhưng hiện nay thì còn ngồi đẹp như đẹp những dòng nè. Xin cảm ơn thầy cô đã nhìn ghét con từ ngày đầu tiên hẹp lễ họ lập văn. Những yêu thương, trân kiệm và lành tính nhất là tất cả những gì con muốn. Những người thầy cô đã dạy dỗ con nên người, chúc thầy cô luôn mạnh mẽ hạnh phúc để mà mãi thúc nét cho sự nghiệp cho người. Và dự thi cũng nghe đến chuyến này được kết thúc. Chúc các em Thảo với cô và các bạn hạnh phúc và mạnh khỏe. Chúc mọi thi học công tốt đẹp. Em xin cảm ơn.